Đây, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ làm một cái video khá là thú vị, so sánh trang phục Naruto bảy diện chiến thương và trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần. Xem hai trang phục này xem các bạn nên sở hữu trang phục nào. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây 1.000 like ra đăng ký kênh mình, luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây, mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Niran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh, tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Và phần đầu tiên là màn xuất hiện của trang phục Naruto bạch diện chiến thương và trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì cái hiệu ứng của trang phục Naruto bạch diện chiến thương nó sẽ đẹp hơn, nhỉnh hơn một chút so với trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần. Đây mọi người để ý nó sẽ có một cái những cái hiệu ứng nhỏ lẻ rất nhiều đằng sau và có hiệu ứng rất là ok. Còn trang phục Naruto sẽ thiên hướng về dạng như là đơn giản hóa một chút. Đó, thì theo quan điểm cá nhân của mình thì trang phục Naruto bạch diện chiến thương sẽ có màn xuất hiện khá là ổn áp hơn. Mọi người để ý này, thứ nhất là về ngoại hình đúng không? Thì ngoại hình của trang phục Naruto bạch diện chiến thương có một khuôn mặt rất là điển trai. Còn trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần sẽ thiên về dạng như anime một chút. Và Naruto chúng ta chỉ kiểu đứng yên một chỗ thôi, còn Naruto bạch diện chiến thương sẽ kiểu di chuyển hiệu ứng rất là nhiều luôn. Nó rất nhiều hiệu ứng rất xịn sò luôn. Theo mọi người bình thường, mọi người nhìn trực diện nhé, thì không thể nào khó nào để so sánh được. Nhưng mình làm video như này thì các bạn thể so sánh được hai trang phục này. Trang phục này nào có ngoại hình màn xuất hiện rất là ok. Đấy, thì theo quan điểm cá nhân của mình thì so sánh thế này thì trang phục Naruto bạch diện chiến thương sẽ ăn đứt trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình thôi nhé. Rồi, tiếp theo là hiệu ứng gia tốc. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ý, hiệu gia tốc của trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần nó sẽ đẹp hơn trang phục Naruto bạch diện chiến thương. Tại vì trang phục Naruto bạch diện chiến thương nó thiên về kiểu cưỡi một cái du thuyền mọi người. Còn Naruto kiểu cưỡi một chiếc xe máy trông rất là ngầu và chiến luôn. Naruto này như kiểu các bạn đang cưỡi trên một cái tàu trong kiểu di chuyển ý, thì mình đánh giá trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần mình sẽ vẫn thích hơn. Thì hiệu gia tốc thì mình đánh giá trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần vẫn ok. Nhưng mà trang phục Naruto bạch diện chiến thương có một cái hiệu ứng di chuyển rất là ok luôn. Và sẽ thấy khi mà di chuyển ấy sẽ có một cái hiệu ứng như kiểu là một tím tím dòng kiểu ngân hà các thứ ấy, mọi người. Đó, tiếp theo hiệu ứng thường. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì hiệu ứng thường của hai trang phục này thì trang phục Naruto bạch diện chiến thương sẽ nhìn hơn một chút. Tại vì nó sẽ nhiều hiệu ứng hơn. Còn Naruto tứ nguyên vệ thần chỉ có một số hiệu ứng màu xanh kết hợp với hiệu ứng lấp lánh một chút thôi. Còn Naruto bạch diện chiến thương hiệu ứng thường rất là ok. Tiếp theo là hiệu ứng của chiêu 1. Thì khi các bạn kích hoạt chiêu 1 đúng không? Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì chiêu 1 của Naruto bạch diện chiến thương nó sẽ nhiều hiệu ứng và nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ trông nó kiểu nó chất lượng hơn mọi người. Còn Naruto thiên về khả năng đơn giản và kiểu năng kiểu mượt mà ấy, mọi người. Naruto bạch diện chiến thương cũng mượt mà nhưng mà nó nhiều hiệu ứng quá khiến cho Naruto kiểu nó các bạn sẽ nhìn nó sẽ khó nhìn hơn là Naruto tứ nguyên vệ thần. Nó sẽ nếu mà tính khả năng mượt mà thì Naruto tứ nguyên vệ thần vẫn ok. Tiếp theo là chiêu 2. Thì chiêu 2 thì mình đánh giá là trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần ấy, bạn nào mà thích kiểu khả năng chém một phát xong nó ra kiểu ba cái tia trông rất là xịn sò. Còn trang phục Naruto bạch diện chiến thương ấy thì các bạn sẽ thấy thiên về khả năng kiểu như là mềm mại đấy. Còn Naruto kiểu dứt khoát ấy mọi người. Đó, chiêu cuối nha. Và tiếp theo chiêu cuối thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì chiêu cuối của Naruto bạch diện chiến thương nó chém nó hơi khó nhìn một chút, kiểu lấp lánh quá. Còn trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần, Naruto sẽ đứng nguyên một chỗ, đồng thời còn sẽ chém ra các hiệu ứng, đồng thời sẽ có cái xe máy và cái kiểu con quái vật ấy nó sẽ hiện ra trông đẹp hơn. Còn trang phục Naruto bạch diện chiến thương thì nó hơi khó nhìn một chút mọi người. Nhưng mà hai trang phục này thì mình giá là đánh giá về chiêu cuối thì mình giá là trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần vẫn nhìn một chút đó. Còn chiêu 2 thì bạn nào mà thích kiểu như là hiệu ứng đẹp và xịn sò ấy thì trang phục Naruto bạch diện chiến thương là một trang phục khá là ổn nha. Tiếp theo hiệu biến về của trang phục Naruto bạch diện chiến thương và Naruto tứ nguyên vệ thần. Thì Naruto tứ nguyên vệ thần ấy thì các bạn sẽ biến về nhanh gọn hơn, nó kiểu ít hiệu ứng hơn. Còn trang phục Naruto bạch diện chiến thương ấy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ biến về rất nhiều hiệu ứng xịn sò. Đấy, thì điểm ăn đứt của trang phục Naruto bạch diện chiến thương là có hiệu ứng nút. Còn trang phục Naruto tứ nguyên vệ thần thì không có hiệu ứng nút, hơi phí một chút bằng nghệ. Đó. Và có lẽ điểm sáng giá để Naruto chúng ta hơn trang phục Naruto bạch diện chiến thương ấy thì mình thấy là có cái hiệu ứng thay đổi bùa xanh và bùa đỏ.
Thì nếu mà tính như thế thì hiệu ứng nút và hiệu ứng thay đổi của xanh màu đỏ thì hai cái ngang nhau đi. Mình sẽ cho về cái phần hiệu ứng một chút thì mình sẽ cho cái hiệu ứng thay đổi đó, thì mình sẽ cho hai hiệu ứng này, trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần và trang phục nàng đốt bạch diện thương thương, sẽ ngang ngang nhau chứ không cái nào hơn cả, tại vì mỗi cái nó có một cái hay riêng. Thì theo quan điểm cá nhân của mình là như vậy. Thì tổng kết lại thì thứ nhất là về màn xuất hiện thì mình đánh giá điểm khá cao về trang phục nàng đốt bạch diện chi thương đó. Màn xuất hiện thì trang phục nàng đốt bạch diện chi thương rất ok, nó sẽ đánh giá cao hơn trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần nhé. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì cái màn xuất hiện của trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần hay là nàng đốt bạch diện chi thương, các bạn thấy màn xuất hiện của trang phục nào ok thì các bạn thể bình luận bên dưới cho mình nhé. Đó, bạn nào mà thích kiểu khả năng chiến đét ấy, mọi người chiến và ngầu đét ấy, thì và kiểu đơn giản hóa đi ấy, thì có thể là lựa chọn màn xuất hiện của trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần. Và anh em nào mà thích kiểu như cồng kềnh một chút này và hiệu ứng xịn sò một chút thì nàng đốt bạch diện chiến thương rất ok. Tiếp theo hiệu ứng gia tốc thì hiệu ứng gia tốc ấy thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì hiệu ứng gia tốc của trang phục này nó sẽ được một cái hiệu ứng di chuyển. Khi các bạn di chuyển ở bất kỳ đâu ấy thì các bạn cũng có một cái hiệu ứng kiểu như ngân hà, giải ngân hà xong kiểu dài một tím rất ok. Còn hiệu ứng gia tốc này thì mình đánh giá cũng bình thường thôi đấy, nó phát sáng quá khiến cho mình khá là khó nhìn đấy. Còn trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần ấy, đây nó hơn được cái điểm mà các bạn khi các bạn di chuyển những cái trạng thái bình thường thôi. Tiếp theo là hiệu gia tốc của trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần. Hiệu gia tốc rất ok luôn, cưỡi xe máy mình kiểu là như kiểu những bạn nam kiểu rất thích cưỡi xe máy kiểu trông chiến và ngầu đét luôn ấy mọi người, rất ok nha. Tiếp theo hiệu ứng đánh thường của trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương. Thì nàng đốt bạch diện chiến thương chúng ta ấy, thì nó sẽ có nhiều hiệu ứng một chút. Đấy, đòn đánh thứ ba các bạn sẽ tạo ra như kiểu cái thương chọc vào phía trước, trông như kiểu là chiêu hai của Zephyr hay sao ấy mọi người. Đó, còn trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần ấy thì các bạn sẽ chém ra cái hiệu ứng màu xanh thôi. Còn nếu kiểu hạ gục màu xanh màu đỏ ấy, thì nó sẽ có các hiệu ứng xịn xò hơn một chút. Đó. Đây hiệu đánh thường nha. Ok, tiếp theo là chiêu 1. Thì chiêu 1 của trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương ấy thì mình cũng đánh giá cao hơn trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần. Đó, hiệu kỹ năng rất là ok và xịn sò luôn. Và tiếp theo là hiệu ứng chiêu 1 của trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần ấy, thì nếu bạn nào mà thích khả năng đơn giản hóa và kiểu hiệu ứng nó sẽ phun sơn một chút ấy, thì trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần vẫn là một cái hiệu ứng cũng rất là được nha mọi người. Đó. Tiếp theo là chiêu 2 của trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương. Wow, hiệu kỹ năng rất là nhiều hiệu ứng luôn mọi người ạ. Khi các bạn lướt, các bạn đã lướt ra như dạng như là một cái cánh hạt, cánh chim bồ câu rồi, chém ra hiệu ứng rất là xịn sò luôn. Đây. Chiêu 2 của nàng đốt thương hiệu vệ thần ấy các bạn cũng rất là đẹp. Chiêu 2 của trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần mình đánh giá kiểu ngầu đét hơn. Nếu mình so sánh ấy thì mình đánh giá nhỉnh trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần vẫn nhỉnh hơn cái hiệu ứng chiêu 2 nhá. Đó. Trông kiểu ngầu và chiến đét luôn. Rồi chiêu cuối thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối của trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương ấy thì rất là khó nhìn, các bạn chỉ thấy ra chém ra các luồng sáng, đồng thời thì khi kết thúc ấy thì các bạn sẽ thấy là một cái vết ở dưới đất, nó kiểu như kiểu là hiệu ứng ngân hà ấy mọi người. Đó, hiệu chiêu cuối của trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương thì mình giá là kiểu bình thường thôi mọi người, nó không được sắc nét và kiểu nổi trội cho lắm. Còn trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối của trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần đúng không, thì các bạn sẽ đứng nguyên một chỗ, đồng thời các bạn sẽ tạo ra các hiệu ứng chém. Đó, các bạn sẽ tạo ra hiệu ứng chém và hiệu ứng kết thúc ấy, các bạn sẽ thấy là có một cái con quái vật ra cào một cái. Đó, thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì mình đánh giá là trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần hiệu ứng chiêu cuối đẹp hơn trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình nữa nha. Còn các bạn, theo quan điểm cá nhân của các bạn như nào, các bạn có thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Và phần so sánh cuối cùng đó là hiệu ứng biến về của trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì trang phục nàng đốt bạch diện chiến thương có một hiệu ứng biến về rất là xịn sò luôn. Đó. Tiếp theo là hiệu biến về của trang phục nàng đốt thương hiệu vệ thần. Thì nàng đốt thương hiệu vệ thần sẽ đi cưỡi trên chiếc xe máy và đi về thôi. Hiệu ứng rất là đơn giản nhưng mà cũng không kém cạnh gì ngầu. Đó, thì sau đây thì mình sẽ tổng kết lại cho mọi người về trang phục nào có thương hiệu vệ thần và trang phục nào đốt bạch diện chiến thương, xem hai trang phục này trang phục nào đáng sở hữu nhất nha.
Thứ nhất là giá con Huy thì do trang phục của hai trang phục này là đều hai trang phục 3S đúng không ạ? Thế nên là hai trang phục này đều có giá con Huy dao động từ tầm khoảng từ 3.000 con Huy cho đến tầm khoảng 4.500 cho đến 4.900 con Huy. Thì hai trang phục này có một lượng con Huy ngang nhau hoặc là không chênh lệch nhau nhiều nha mọi người. Về giá con Huy thì để sở hữu trang phục này nó ngang nhau. Tiếp theo là màn xuất hiện của trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần và Nagrod Bạch Diện Chiến Thương thì mình giá cao hơn trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương một chút. Tiếp theo là hiệu ứng nút. Thì hiệu ứng nút ấy thì mình thấy là hai trang phục này nó được trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương ra sau thì nó sẽ có hiệu ứng nút. Còn trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần sẽ hơn trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương là hiệu ứng thay đổi bùa xanh và bùa đỏ. Đó thì cái phần đó thì mình thấy là hai trang phục này mình thấy là bằng nhau nhé mọi người. Và tiếp theo là trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương có hiệu miên vẻ đẹp hơn trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần. Tiếp theo là hiệu ứng chiêu 1 của trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương đẹp hơn trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần. Tiếp theo là chiêu 2 của trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương thì mình đánh giá là nó sẽ kiểu thuần túy hơn. Còn trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần của chiêu 2 của Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần kiểu ngầu bét luôn. Đó. Tiếp theo thì mình đánh giá là hiệu ứng chiêu 2 của Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần cao hơn trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương. Tiếp theo là hiệu ứng chiêu cuối. Thì hiệu ứng chiêu cuối của trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần mình đánh giá cao hơn trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương. Vậy tổng kết lại hai trang phục này thì theo quan điểm cá nhân của mình thì hai trang phục này các bạn đáng sở hữu. Còn nếu anh em nào mà thích kiểu như là nhiều hiệu kỹ năng và mọi người thích kiểu đẹp thì các bạn có thể lựa chọn trang phục Nagrod Bạch Diện Chiến Thương với cái ngoại hình rất điển trai. Còn nếu anh em nào mà thích khả năng chiến và ngầu đét và các bạn sẽ thiên về kiểu khả năng đơn giản và mượt mà hơn một chút và kiểu càng ít hiệu ứng ấy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ mượt mà một chút thì các bạn sẽ lựa chọn trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần. Thì sắp tới thì trang phục Nagrod Thư Nguyên Vệ Thần cũng chuẩn bị ra mắt nha. Thì người đánh giá sao hai trang phục này có thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.